Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, chỉ riêng địa hạt bóng đá xuyên suốt lịch sử môn thể thao vua này đã chứng kiến không biết bao nhiêu hiện tượng, hai thực thể hòa quyện vào nhau làm một tới mức khó tách rời. Khi nhắc tới thực thể này, lập tức người ta nghĩ đến thực thể kia, hay thực thể kia là hiện thân của thực thể này. Thực thể này, thực thể kia, tức là mối quan hệ giữa câu lạc bộ, đội tuyển quốc gia với cầu thủ và huấn luyện viên. Diego Maradona đã lang bạt kỳ hồ, vướng vào không biết bao nhiêu tai tiếng. Rốt cuộc, ông vẫn là thánh sống tại Naples và Argentina. Maradona không chỉ tạo dựng thành công chói lọi nhất lịch sử cho Napoli và đội tuyển Argentina, mà nét ngang tàng ngổ ngáo của ông còn hiện thân cho khí chất của người thành Naples hay người dân xứ sở Tango. Messi là hậu bối của Maradona, dẫu tài năng và ngoại hình đều tương đồng, vậy nhưng chưa thể thành công tại đội tuyển Argentina dù đã trở thành biểu tượng ở Barcelona, nơi mà Maradona đã thất bại. Hoặc các trường hợp khác như là Franz Beckenbauer ở đội tuyển Đức, Johan Cruyff ở đội tuyển Hà Lan, Raúl González ở Real Madrid hay Eric Cantona tại Manchester United, Thierry Henry tại Arsenal, Steven Vieira tại Liverpool hay Lampard tại Chelsea đều là những trường hợp tiêu biểu cho việc một cầu thủ trở thành biểu tượng của một đội bóng không chỉ vì đóng góp vĩ đại mà cả sự hiện thân của khí chất đội bóng ấy. Real Madrid là nơi quy tụ không biết bao nhiêu siêu sao, nhưng không ai phảng phất nét kiêu kỳ khinh bạc đậm chất hoàng gia như là Raúl González. Manchester United thì có hàng tá chân sút ghi nhiều bàn thắng hơn cả Eric Cantona, nhưng không ai toát lên được khí phách ngông ngạo của một chú quỷ như là huyền thoại người Pháp. Ở Gera thì người ta đều thấy sự máu lửa nhưng lỡ làng của Liverpool. Tương tự là mối liên hệ giữa đội bóng và huấn luyện viên. Manchester United và Sir Alex Ferguson đâu có thể tách rời được. Real Madrid từng được biết bao nhiêu nhà cầm quân tài danh dẫn dắt, nhưng rốt cuộc thành công nhất lại là Zinedine Zidane, một huyền thoại sân cỏ nhưng chưa bao giờ được đánh giá cao trong công tác chuyên môn huấn luyện cả. Hoặc là Pep Guardiola, dù có đi đâu đi chăng nữa thì ông vẫn là hiện thân của phong cách Barca. Tương tự là Diego Simeone, người đã tạo nên hồn cốt cho Atletico Madrid. Tự chung lại, ngoài câu chuyện tài năng, để hai thực thể có thể hòa quyện như vậy, cần có một chữ duyên. Sở dĩ phải dùng chữ duyên bởi có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nó. Chẳng hạn như sự thấu hiểu về văn hóa, sự tương đồng về triết lý hoặc là vấn đề xuất hiện có đúng thời điểm hay không. Cổ nhân có câu là sinh bất phùng thời là bởi có quá nhiều kẻ có tài nhưng lại không gặp thời. Bóng đá cũng vậy, cho nên là Messi hay Cristiano Ronaldo chưa bao giờ vô địch World Cup, còn Ronaldo lại chẳng thể chạm tay vào danh hiệu Champions League. Hoặc đôi khi chỉ là biến cố bất ngờ nào đó mà lại dẫn nên duyên. Nếu như Atletico Madrid không tiếc tiền mà giải tán đội trẻ, thì Raúl đâu có gia nhập vào Real Madrid để rồi người ta gọi anh là Raúl Madrid. Hoặc là Messi đâu phải lặn lội hàng vạn dặm xa xôi sang Barca nếu như các đội bóng trong nước chấp nhận đầu tư một khoản để anh chữa trị bệnh còi xương. Nói gần nói xa như vậy, chúng tôi đang muốn nhắc đến mối lương duyên giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam. Dẫn dắt Đông Tây suy cho cùng để chứng minh cho một điều, thiên đã định dành huấn luyện viên Park Hang-seo cho đội tuyển Việt Nam, cho nền bóng đá Việt Nam. Trước khi gặp nhau thì cả ông Park Hang-seo lẫn nền bóng đá xứ sở hình chữ S đều chạm đáy về thành tích. Lúc đó thì ông Park đang dẫn dắt một đội bóng hạng 3 tại Hàn Quốc và để thua liểng xiểng. Còn các cấp độ đội tuyển Việt Nam qua non thập kỷ không có được tiếng cười trên mọi đấu trường. Thậm chí là khi ông Park được bổ nhiệm thì dư luận đã dành rất nhiều hoài nghi, thậm chí là chỉ trích vì thành tích quá bết bát của ngài ngủ gật. Thế nhưng chỉ trong vòng 2 năm qua, ông Park và bóng đá Việt Nam đã tiến những bước rất dài và nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Đó là cổ tích ở tại Thường Châu, danh vị đệ tứ anh hào Á vận hội rồi chức vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi. Có thể nói là nếu như không phải là ông Park, bóng đá Việt Nam chưa chắc có thể thành công như thế. Và ngược lại, nếu như không đến Việt Nam, ông Park cũng chưa chắc đã tìm thấy chiếc đũa thần phù thủy của bản thân mình. Đó là một sự hòa hợp mà có thể nói là thiên đã định. Khi còn làm việc tại Hàn Quốc thì ông Park bị chê bai vì sử dụng lối chơi bóng ngắn không phù hợp với thể hình cao to của các cầu thủ xứ sở Kim Chi. Thế nhưng lối chơi ấy lại quá phù hợp với những cầu thủ của Việt Nam, vốn nhỏ con và khéo léo. Tất nhiên ở triều đại huấn luyện viên trước, việc ban bật đã quá bị lạm dụng, dẫn đến sự thiếu hiệu quả trong lối chơi và chính huấn luyện viên Park Hang-seo là người khai phá tiềm năng của các cầu thủ Việt Nam thông qua đấu pháp chú trọng phòng ngự và tấn công nhanh. Việc vị chiến lược gia người Hàn Quốc sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ cũng là một cuộc cách mạng đối với bóng đá Việt Nam,
Và sơ đồ này cho đến hiện tại vẫn là thử thách khó hóa giải với hầu hết các đội bóng ở trong khu vực lẫn châu lục. Lẽ dĩ nhiên không thể không đề cập tới việc là ông Park rất có duyên khi mà xuất hiện đúng thời điểm bóng đá Việt Nam sản sinh ra một thế hệ đầy tài năng với Quang Hải, Công Phượng, Văn Hậu hay Đình Trọng và những cầu thủ khác. Bởi cái duyên như thế, việc ông Park được ký mới hợp đồng là chuyện đương nhiên. Bây giờ vị chiến lược gia người Hàn Quốc không còn là một lính đánh thuê mà là thần tượng của hàng triệu người hâm mộ, hiện thân cho lối chơi tinh quái nhưng quật cường của đoàn quân áo đỏ. Và tất nhiên, cũng chỉ ông Park mới đủ ân uy để dẫn dắt những cầu thủ ưu tú nhất của bóng đá Việt Nam. Ngược lại, sẽ chẳng có nơi đâu mà huấn luyện viên Park Hang-seo được yêu quý và trân trọng như ở xứ sở hình chữ S này. Bây giờ, ông không còn làm việc để khẳng định năng lực và bản thân, mà gánh vác ở trên vai hy vọng của cả một dân tộc. Thiên định rõ ràng là như thế. Phát biểu trong lễ công bố hợp đồng sáng ngày 7 tháng 11, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã xúc động chia sẻ: "Hai năm trước tôi có mặt ở đây, khi đó tôi đã nói về tầm nhìn. Thứ nhất là chúng ta sử dụng tối đa nguồn lực hiện tại, kết hợp sử dụng các tài năng trẻ để có sự hài hòa ở đội tuyển. Bóng đá phải tạo ra khái niệm là một đội tuyển tạo ra sự thấu hiểu, hướng tới sự đoàn kết. Hai năm vừa qua có những mục tiêu tôi đã đạt được, có những mục tiêu thì đang hướng tới. Tuy nhiên chúng tôi đã nỗ lực hết sức và vui mừng vì thành quả đó. Giây phút này tôi cảm thấy trách nhiệm nặng nề hơn. Những thành quả đã đạt được 2 năm qua, cầu thủ của chúng tôi phát triển và tôi tự tin là họ cạnh tranh ở các giải đấu quốc tế. Tôi cũng nghĩ rằng là các cầu thủ nhận thức được tình yêu quốc gia cũng là những thành quả lớn. Đội ngũ của chúng tôi vẫn tiếp tục phát hiện cầu thủ mới, giúp hệ thống phát triển vững chắc hơn. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức. Gần đây mối quan tâm với bóng đá nhiều hơn, nhiều dự án đã được thực hiện. Tôi hoan nghênh đào tạo bóng đá trẻ và mong đầu tư nhiều hơn nữa. Những nhà chuyên môn cần có những cuộc gặp thường xuyên, trao đổi để hướng tới mục tiêu dài hạn ở trong bóng đá. Trong 2 năm qua, Hàn Quốc, Việt Nam đã là một. Tôi vui mừng vì bóng đá đã thúc đẩy tình hữu nghị của hai nước." Sau gần 2 năm dẫn dắt các đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên Park Hang-seo đã làm thay đổi đáng kể bộ mặt của bóng đá Việt Nam khi đem về hàng loạt những danh hiệu ở các đấu trường khu vực và ở châu lục như là vị trí Á quân U23 châu Á 2018 tại Thường Châu và vào tới bán kết ASEAN 2018, vô địch AFF Cup 2018, tứ kết Asian Cup 2019. Điều này khiến cho không chỉ Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF mà người hâm mộ cũng mong mỏi ông Park sẽ tiếp tục ở lại gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam. Hợp đồng của chiến lược gia người Hàn Quốc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ hết hạn vào tháng 1 năm 2020. Thời gian qua thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã đẩy nhanh quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với nhà cầm quân người Hàn Quốc và cuối cùng hai bên đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Như vậy là hai phía đã tìm được tiếng nói chung và ngày hôm nay mùng 7 tháng 11, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng với huấn luyện viên Park Hang-seo đã tổ chức lễ công bố hợp đồng mới với thời hạn 3 năm. Điều đặc biệt là sau 2 năm, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ xem xét lại việc có tiếp tục gắn bó với nhau ở năm cuối cùng hay không. Hợp đồng mới của thầy Park chính thức có hiệu lực từ tháng 2 năm 2020, tức là sau khi nhà cầm quân sinh năm 1959 vừa mới cùng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự hai giải đấu liên tiếp là SEA Games 30 và vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Hợp đồng của ông Park được gia hạn ngay trước thềm thời điểm quan trọng nhất trong năm của đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam. Ít ngày sau lễ ký kết chính thức, ông Park và các học trò sẽ gặp đội tuyển UAE và đội tuyển Thái Lan trong hai trận đấu quan trọng mà nếu như thua thì đội tuyển Việt Nam sẽ nói lời tạm biệt giấc mơ World Cup. Đúng một tuần sau, U22 Việt Nam sẽ bước tiếp vào chiến dịch săn vàng ở SEA Games. Việc ký hợp đồng ngay trước các sự kiện quan trọng ấy là bằng chứng cho thấy Liên đoàn bóng đá Việt Nam đặt trọn niềm tin nơi huấn luyện viên Park Hang-seo. Bản thân thầy Park cũng có thêm rất nhiều động lực để tiến về phía trước với những thử thách không hề nhỏ. Theo đó, ngoài tấm huy chương vàng SEA Games ở hai kỳ liên tiếp, U23 Việt Nam còn phải vào sâu ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 để hướng tới tấm vé dự Olympic. Với đội tuyển Việt Nam, ngoài việc bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup còn phải vào được vòng chung kết Asian Cup 2023. Sau khi đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam để tiếp tục dẫn dắt các đội tuyển quốc gia Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng xúc động chia sẻ rằng: "Trước tiên tôi xin cảm ơn tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã luôn ủng hộ tôi và giúp đỡ tôi ký hợp đồng mới với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm và sự yêu mến từ người hâm mộ Việt Nam trong hơn 2 năm qua. Một mình tôi không thể làm nên thành tích mà các đội tuyển quốc gia Việt Nam có được.
Tất cả các thành viên của đội tuyển đã cùng đồng lòng thực hiện mục tiêu đã đề ra để biến nó thành những kết quả tuyệt vời như vậy. Thành tích của bóng đá Việt Nam đã được cải thiện đáng kể trong 2 năm qua và vẫn đang tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, bóng đá Việt Nam vẫn còn nhiều chỗ cần phải cải thiện hơn nữa và vai trò của tôi là làm cho đội tuyển Việt Nam mạnh mẽ hơn. Đáp lời lại những chia sẻ của huấn luyện viên Park Hang-seo, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Chuẩn Quốc Tuấn cũng đã nói rằng chúng tôi đã cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới những mục tiêu cao hơn ở trong tương lai. Huấn luyện viên Park Hang-seo rất vui với bản hợp đồng mới và Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa để tạo mọi điều kiện tốt nhất cho ông ấy ở trong thời gian tới. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.